Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh Nước Miếng MOBA nha. Thì video này mình xin làm về cái võ lâm minh chủ nha anh em. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần tính năng võ lâm minh chủ mới nhất của cái phần update ngày hôm nay. Thì mình tin chắc chắn là khi mà vào cái võ lâm minh chủ này thì nhiều anh em chắc chắn sẽ bỡ ngỡ vì nó sẽ hiện cái giao diện như thế này. Đó, thì cái này là cái phần đánh đường đương kim minh chủ, đó là đánh phần chung kết, đó là top 8 người mạnh nhất của server mình là server 10 nha anh em. Đó thì cái tên của mình nó Nước Miếng anh em, đó đã nằm ở trong top 8 của 8 người mạnh nhất ở trong server mình. Rồi và nói về cái phần bày trận một cái luôn thì mình khuyên anh em nên xếp team mạnh đều tất cả 3 đội hình luôn nha anh em. Đó, bởi vì cái vòng đầu á thì nó sẽ đánh ngẫu nhiên ba cái đội hình của mình, đội hình 1, 2, 3 nè, đánh ngẫu nhiên cho của từng người luôn nha anh em. Đó, nói chung là nó nhảy tùm lum hết trơn á. Cái trận trước của mình á là nó đánh 6 trận, đánh 6 trận, thắng 6 trận và thua 3 trận. Đó thì tổng là hình như là đánh tới hình như là 9 trận đó nha anh em. Đó, bởi vì cái đội hình của mình là mỗi đội hình như là đánh được 3 trận nè. Đó, rồi 3 đội thì đánh được 9 trận. Bởi vậy anh em xếp đều team để cho mình có được cái số điểm cao nhất. Cái vòng đầu tiên khi mà đánh á thì nó sẽ chọn ra top 32 người mạnh nhất. Đó, top 32 người mạnh nhất nha. Và một lưu ý nữa là khi anh em tới giờ đánh, tức là tầm hình như là 8:20 thì phải. Đó, thì nó 8:20 ngày thứ hai. Rồi đúng rồi, ngày thứ hai đây là anh em vòng sơ vòng tuyển chọn nè. 8:30 ngày thứ hai thì nó sẽ tự đánh luôn, nó sẽ tự bắt cặp tự đánh với nhau luôn. Đó, nó chạy thời gian thôi, anh em không có cần vào đánh gì cả. Khi đến 9 giờ đến 20:56 nè thì nó sẽ có kết quả cho anh em. Anh em nào mà trong hạng 32 thì nó sẽ hiện cho anh em ha. Như tối hôm qua thì tối ngày thứ ba đó thì nó sẽ tự bắt cặp và đánh cái trận này, những cái trận này luôn. Đó, tự bắt cặp với nhau. Đây là ví dụ như là cái vòng này là nó sẽ chọn cho anh em là 4 người trong vòng một bảng. Đó, đây nè, đó 4 người một bảng nha anh em, cái này có 8 bảng, 4 người một bảng là tổng là 32 đó. Đây 4 người một bảng nha. Đây là 4 người nè, giống như là 4 cái người này đánh với nhau vậy đó. Đây mình thì mình nằm bảng 4 rồi. 4 người trong vòng một bảng thì sẽ lấy một người mạnh nhất ở trong cái bảng đó. Đó, đây mới tối hôm qua đây anh em, mình nhấp vào cho anh em coi luôn. Rồi, như cái vòng bảng này thì cái vòng 1 á thì ông Nguyễn Chí thì đánh với là Tiểu Vũ Ca nè. Đó, thì ông Nguyễn Chí thì thua trắng, còn mình thì đánh lại Nhất Chi Mai. Khi xem lại thế này anh em. Đó, khi mà xem lại thì cái đội hình 1 á, đội hình 1 của mình đánh đội hình 1 của bạn. Đó, đội hình 2 đánh đội hình 2, đội hình 3 á đánh đội hình 3. Đó, đây là có hai ba trận nè anh em. Rồi ở dưới thì cũng đánh xoay vòng lại. Đây Nguyễn Chí thua thì gặp mình. Còn Tiểu Vũ Ca thắng thì gặp người Nhất Chi Mai. Đó, nó chéo nhau vậy nha anh em. Rồi vòng 3 thì đánh bắt cặp giống y chang vậy luôn. Đó, sẽ có 3 vòng. Đây, mình vào xem lại cái trận đầu tiên của mình luôn. Ôi, cái trận này không hay, ông này tại ông yếu nè. Đây, trận Nguyễn Chí thì Nguyễn Chí ông này ở gì? Ghi là hạt giống đó nha anh em. Đây, coi cái trận cuối của mình đi. Đó, trận này thì mình cũng win luôn nè, win trắng luôn nè. Theo thông tin mình được biết thì hình như là nhiều anh em nói là ủa tại sao server của mình chưa có mở, đang báo danh. Tại sao là server của mình á, của mía thì đánh rồi.
Thì cái này là mình cũng chưa có hiểu nữa. Nhiều anh em post post bài trên group á thì cũng nói là ủa sao đánh võ Lâm Minh Chủ rồi mà sao server mình chưa có đánh nữa. Đó chứ server mình thì đánh rồi nha anh em. Trời ơi con thần y nó búp kìa. Server mình thì đã đánh được ngày từ hồi thứ hai rồi. Đó còn những ông S1 hình như là chưa đánh nữa. Theo mình biết là như vậy. Đó server anh em nào chưa đánh thì anh em hãy comment bên dưới để mình liệt kê thử ha. Theo mình thấy thì cũng có server khác, có vài server khác cũng đã đánh võ Lâm Minh Chủ rồi. Đó mình không biết cách sắp xếp làm sao nhưng mà có server đánh rồi, có server chưa đánh ha. Anh em nào chưa đánh được võ Lâm Minh Chủ này thể comment bên dưới ha. Và xem những cái phần xếp bảng như thế này để mà mình xếp team cho nó hiệu quả. Tí hồi nữa mình sẽ ra mình hướng dẫn cho anh em xếp cái đội hình, cái trận pháp nha anh em. Chia đều cho team cho nó mạnh ha. Ok, dứt win luôn, trời ơi không chết nào luôn kìa. Đây, khi anh em xếp team á. Đây, vào bài trận nha anh em. Đây, khi anh em xếp team á thì nói về cái phần trận pháp một xíu. Anh em chịu khó cho mình lấy, đây mình đã có 3 trận pháp luôn rồi. Anh em chịu khó đang có cái event đổi mạnh trận pháp bằng cái mật lệnh này anh em. Đó. Anh em chịu khó đổi 55 cái lệnh bài thiếu lâm này cho mình để đổi những cái mạnh trận pháp nè. Đây. Như là chi vân tinh yểm nguyệt nè. Là anh em đổi một lần là 5 mạnh là mở được trận ha. Đó, anh em đổi xong cái mạnh chi tinh này thì anh em mở cho mình một cái mạnh tứ bình luôn. Đó thì sẽ mở được ha, 5 mạnh nó sẽ đã mở được rồi. Tại sao lại mở như vậy thì mở như vậy để lấy 3 cái kỹ năng chủ động, bị động và mở đầu nha anh em. Đó giống như vậy nè. Đó cái chủ năng, cái kỹ năng này thì khá là ngon. Cái chủ năng bị động thì khá là ngon. Bởi vì khi mà không ra trận nhưng mà mình vẫn có thể búp cho cái team của mình là 6,8% phòng thủ trong toàn trận chiến nha anh em. Đó lấy thêm phòng thủ nha. Đó phải lấy đều hết 3 cái trận này. Đó để anh em chia ra ở trong cái phần đấu Minh Chủ. Đó giúp ích cho anh em rất nhiều trong những cái võ lâm tranh bá và đấu trường rồi đó anh em. Ok thì mỗi đội hình á thì nó sẽ được một trận. Đây như cái đội hình cuối của mình, mình đã bỏ cho cái trận trận hoa nè anh em. Đó khi anh em vào, anh em nhấp vào cái trận ha thì anh em đây nè, ở dưới đây nè, điều chỉnh trận pháp nè, nhấp vào thôi. Đó, mỗi trận thì chỉ có một kỹ năng thôi nha anh em, kỹ năng mở đầu thôi nha. Đây. Đó, nhấp vào và nhấn chọn thôi, nhấp vào trận và nhấn chọn thôi. Đó, rồi cài đặt kỹ năng thì anh em muốn cái đội này á, cái đội này thì nó chơi cái kỹ năng gì hãy chọn một kỹ năng. Ấn vào. Ấn vào. Đó, ơi cái này đã tháo rồi, này chọn nè, đó. Rồi, xong rồi ra nhấn lưu lại cho mình ha. Rồi, đó là một trận. Rồi trận giữa của mình đây nè anh em, trận 2. Đây đội 2 thì mình đã lấy cái trận uy truy tinh nè. Đó, nhấn vào chọn thôi anh em. Anh em ráng sắp xếp lại cho mình để mà tối ưu tốt nhất được những cái trận của mình ha. Đó, còn trận đầu của mình thì mình lấy cái tứ bình nè. Đấy, mình xếp đã đều hết luôn rồi. Đó, skill nè. Đó, cái trận tứ bình thì mình để cái skill của tứ bình luôn. Đó, truy tinh thì mình để skill của truy tinh. Đó, một trận là mỗi đội là chỉ có một trận và một skill thôi nha anh em nhớ lưu ý cho mình ha. Còn những anh em nào mà chưa có đang ở trong quá trình đổi trận á thì nên đổi cho mình thêm một cái trận tứ bình nữa. Để mà chia ra được 3 cái skill mở đầu, kỹ năng chủ động và kỹ năng bị động nha. Để tối ưu hóa được những cái trận mà mình đang có. Đó chứ anh em mà đổi thêm một cái mảnh truy tinh nữa anh em búp sao lên thì mình đã bị thọt cái thêm một cái trận nữa rồi. Đang có event đổi á, chắc chắn là anh em làm full những cái đổi lệnh bài á thì anh em sẽ đổi được 5 trận này, 5 trận truy tinh, 5 mảnh trận truy tinh để mở và 5 trận 5 mảnh trận tứ bình để mở ha. Đó đây là mình đổi 1/3, 1/3 này anh em. Đó còn cả một ngày mấy nữa mới hết. Có thể anh em đổi thêm được một trận chi tinh hoặc một mảnh trận chi tinh và một mảnh trận tứ bình nữa đấy. Đó, đó là cái phần chia trận pháp.
Đó, mình biết là nhiều server anh em là chưa có đánh đâu, đang trong phần báo danh đó. Thì hên may mắn là server mình cũng đã đang đánh rồi. Thì mình cũng đã lọt trong top 8. Thì anh em vào, anh em xem video, video clip này thì sẽ tham khảo được cái cách đánh ha. Nói chung là cũng không có đánh gì đâu, anh em cứ vào bày trận thôi. Tới giờ là nó tự auto nó đánh nhau thôi chứ không có gì hết. Đó, mà quan trọng là cái phần bày trận này anh em chia đều hết cho mình ha. Chia đều 3 đội cho mình, chia đều sức mạnh 3 đội nè. Ví dụ như đội đội 1 của mình nó hơi yếu ha, nhưng mà nó vẫn có 3 đứa vàng. Đội 2 cũng 3 đứa và đội 4 đội 2 cũng 3 đứa và đội 3 cũng 3 đứa luôn. Thì nó sẽ đều, nó chia đều cái đây, lực chiến nó cũng xem xem nhau nè, 1 triệu 3 không nè. Đó, thì nó chia đều thì cái tỷ lệ mà thắng của mình nó sẽ cao hơn một chút. Đó, đang top 8 nè anh em, đánh với đánh với ông VIP 12 này mình chịu không nổi rồi. Mình xin dừng chân tại đây. không biết phần thưởng nó là cái gì. Tối nay nó sẽ đây 2:19, nó sẽ đánh thêm vào cái trận top 8 như thế này. Đó, nó sẽ chia ra cái bảng như thế này nha anh em. Cái này là đội nhỏ nè, đấu đội nhỏ nè. Đó, lúc đầu thì nó sẽ chọn là 32 người để đánh với nhau, nó random hết anh em. Anh em nào hơn thì gặp những anh những bạn yếu á, đó thì sẽ lên được hạng. Lên được hạng trong lọt top 32, top 32 xong rồi sẽ top top 8. Lấy được chia ra bảng ra. Chia bảng ra 4 người, bạn lấy được người mạnh nhất đầu tờ, mạnh nhất của cái bảng đó. Đó, để đánh top 8 hay là tối nay nha anh em. Đây, mình là đang mạnh nhất cái bảng 4 này nè. 27 điểm hình như là full luôn đấy. Không có thua trận nào hết. Đúng rồi. Mình không thua trận nào hết anh em, mình thắng trắng hết luôn nè. Đó, đó là cái phần võ lâm minh chủ, để cho anh nhiều anh em tiện mà để mà sắp xếp đội hình ha, bày trận nè. Đó, anh em có nhớ chưa? Đó, đó là đó là cái cách bày trận của mình. Đó lọt được hên qua may mắn và một cái cách xếp trận của mình thì cũng đã lọt được top 8 của server và nhiều kình địch quá, đem mấy ông mà top VIP cao hơn mình á, mấy ông cũng mất tích luôn rồi, không có lọt vào được. Đó. Rồi thì nếu anh em chưa nhập mời thì hãy nhập cái mã ở dưới góc phải màn hình. Rồi nếu thấy hay đừng quên like, share, nhấn theo dõi kênh của mình nha. Thấy quảng cáo thì hãy nhấn vào xem giùm mình một ít, coi như đó là cái động viên để mình làm ra những video tiếp theo nha. Cảm ơn em rất nhiều nha.